Sau hơn một ngày xét xử, sáng nay, Hội đồng xét xử Tòa án cấp cao thành phố Đà Nẵng đã tuyên án đối với 16 bị cáo, nguyên là nhân viên cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chi nhánh huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk. Bị cáo Chu Ngọc Hải, nguyên cán bộ tín dụng, đã lập khống hồ sơ, rút và chiếm đoạt 114 tỷ đồng. Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm đã tuyên phạt Chu Ngọc Hải tù chung thân về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, tử hình về tội tham mô tài sản, tổng hình phạt là tử hình. Bị cáo Ngô Quốc Vinh, nguyên giám đốc, bị tuyên phạt 8 năm tù. 18 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 1 năm 6 tháng tù treo đến 6 năm tù.